Khi nào cần cho bé dùng men vi sinh? Đầu tiên là trẻ dùng kháng sinh dài ngày. Khi trẻ dùng kháng sinh thì kháng sinh có cái tác dụng là sẽ loại bỏ các cái vi khuẩn có hại cho cơ thể, đồng thời là nó cũng sẽ loại bỏ các cái vi khuẩn có lợi. Chính vì thế sẽ gây lên sự mất cân bằng hệ vi sinh và đường ruột. Do đó là đối với các cái trẻ nhỏ mà có chỉ định là dùng kháng sinh thì bố mẹ nên kết hợp sử dụng cho con là men vi sinh để giúp cân bằng cái hệ vi sinh vật đường ruột, xây dựng hàng rào miễn dịch vững chắc cho bé. Thứ hai là trẻ biếng ăn và kém hấp thu. Men vi sinh không chỉ chứa các chủng vi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa, nó còn giúp cơ thể tổng hợp cái vitamin B1 giúp kích thích cái sự thèm ăn cho trẻ một cách tự nhiên. Ngoài ra bổ sung cái men vi sinh cho trẻ còn hỗ trợ cái quá trình lên men tiêu hóa thức ăn, cải thiện quá trình hấp thu dinh dưỡng. Thứ ba là trẻ bất dung nạp đường lacto. Bổ sung men vi sinh sẽ hỗ trợ tốt cho trẻ bất dung nạp đường lacto nhờ cái khả năng kích thích hỗ trợ bài tiết một phần men lacta để tiêu hóa đường lacto có trong sữa, hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột, bảo vệ thành ruột trước những yếu tố gây hại. Thứ tư là trẻ rối loạn tiêu hóa. Đối với trẻ nhỏ thì hệ tiêu hóa của trẻ chưa hoàn thiện nên rất dễ là gây lên là tình trạng là mất cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, từ đó là gây ra các cái tình trạng như là táo bón này, như là tiêu chảy, là chứng bụng đầy hơi, đấy các cái vấn đề về đường tiêu hóa nhá. Chính vì thế cần phải bổ sung men vi sinh cho con để giúp cân bằng lại cái hệ vi sinh vật đường ruột, từ đó là sẽ giúp hệ tiêu hóa là khỏe mạnh, giúp con phát triển tốt.